Hé nhô các bạn, chào xin các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Út Báo Sở Kỳ BG. Và video hôm nay mình sẽ đem có con voi Titan Glockman này nè, để mà mình đi tra đinh unit nha. Kiểu như mình đặt trên cái bảng á, xong rồi người ta sẽ đổi con unit gì đó của người ta cho mình đó bạn. Kiểu như thử thôi, chứ con này là mình mượn nha các bạn. À, bạn nào có xem video trước của mình là cũng biết là mình mượn cái con này thôi nha. Mà mình đặt lên thử thôi, có gì có view nào xịn xịn đó thì nói chung là cho bạn coi là cái view nào ngon ngon đổi được con này không thôi. Chứ là mình không có đổi nha các bạn. Rồi mình sẽ đặt cái con Titan Glock Phú Ma này lên luôn nè. Có gì con xịn xịn này đổi luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt một con nào đó đi. Con nào, hai con đó. Con này nè, Titan Glock Ma nè. Đó, đặt thêm con này nữa bạn. Rồi, và mấy bạn lưu ý là cái con voi Titan Glock Ma này nè, là mình đổi chơi thôi, mình đặt lên chơi thôi chứ mình không có đổi nha bạn. Tại vì sao? Con này mượn nha, nhắc lại lần nữa, gặp cái view nào ngon quá cũng không đổi đâu. Tại vì của người ta mà mượn của người ta phải trả chứ, đổi rồi lấy gì trả lại cho người ta đúng không? Đó. Cho nên là chủ yếu là mình quay thử là có cái view nào xịn không thôi. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng mình kiếm một unit mới để mà mình review nữa nha mấy bạn. Coi có con nào xịn xịn không để mình review luôn nha. Mấy con này cùng mía không vậy? Ôi, toàn là mấy con mà tôi có gọi bạn con Nugget này thì cũng có bạn fan tặng mình gọi nè. Ok, view đầu tiên các bạn ơi. Đù, ôi thôi, voi Titan Lockman mà đổi hẳn cái con Comic rồi mấy bạn ha. Wow, con Comic này hình như là cũng xịn xò lắm chứ bộ đúng không? Đó, nhưng mà đổi hẳn như cho mình là con Comic này lấy cái con voi luôn các bạn, nhưng mà không đổi đâu. Nói chung là mượn mà đổi cái gì đúng không? Chủ yếu là thử thôi, nhưng mà thấy cái view đó chắc cũng được các bạn. Mình gặp con voi Titan Lockman đó nè mấy bạn. Hay là mình sẽ đổi con này đi các bạn, tại vì mình thấy con này cũng xịn nè. Mình sẽ dùng con unit của mình đổi con đó thử coi. Đổi thì có gì người ta đồng ý thì lấy xài luôn. Đó, đổi ba con của mình lấy con này nha. Không biết có được hay không á, mình nghĩ là chắc không được đâu. Tại vì mình đổi cái view này nhiều rồi mà không ai đồng ý hết mấy bạn ơi. Rồi tiếp theo có bao view mới nè. Trời ơi, Titan đổi gì? Kế tiếp là con gì đây? Đồ, con này nãy không chịu rồi còn đổi nữa. Con Hammett này mà đổi với con Titan Glock Phú Man của mình á, thôi không chịu luôn bạn ơi, không chịu nha. Mình nghĩ là mình sẽ lỗ đó. Rồi tiếp theo là thêm con nữa không được luôn. Còn nói chung là cái view nào xịn xịn mới đổi bạn, còn không là không đổi làm gì đâu. Có cái nào xịn xịn nha. Ê, con Sonat Titan này thì mình nghĩ là đổi cũng ngang ngang đúng không các bạn? Tại vì con Sonat Titan này thì cũng hơi khó đổi đó, nhưng mà bây giờ kiểu như mình không có leo solo nữa cho nên là mình cũng không cần cái con này đâu. Đó, cho nên là mình không đổi đâu nha, nhưng mà mình nghĩ cái view này chắc cũng ngang ngang đó. Tại vì con Sonat Titan này thì cũng có nhiều người cần lắm bạn, nhưng mà thôi. Rồi tiếp theo view gì đây? Trời ơi, không cố, không làm mà đòi có ăn nữa mới ghê chứ. Ở tình hình là có một bạn fan vừa cho mình con unit nè mấy bạn ơi. Thôi cảm ơn bạn luôn nha, cảm ơn nha bạn, mình nhắn tin mình cảm ơn bạn Thanh em nha. Ôi mà chữ Thanh nó hơi lỏ chứ bạn đồng cảm nha, viết lẹ quá. Rồi đồng ý mấy bạn. Thì nói chung là bạn nào mà cho mình con unit khoảng mai thích trở lên là mình sẽ nhận nha. Còn mấy con mà lên Legend để ghi trở xuống á thì kiểu như cái gì? Anh cho em lên video được không? Thôi không được đâu, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao video của người ta mà đòi lên video là sao? Nói chứ cái lên video này thì cũng hên xui nha bạn. Kiểu như lúc mình đang quay luôn á thì mấy bạn khỏi cần kêu là cho lên video rồi mình cũng đăng mấy bạn lên à. Còn nhiều lúc mà kiểu như mình đang đi tìm unit mình không có quay video á thì mình không có cho mấy bạn lên video được, bạn thông cảm nha. Còn ông cố này ông khôn như giờ con tốc độ 2 mà ông đổi với con Snipper của tôi nè. Rồi view tiếp theo là gì đây? Đù, con voi Titan đổi được con chép được Human nữa bạn. Mình thấy con chép được Human cũng xịn đó nhưng mà thôi không đổi đâu. Của người ta mà đổi cái gì đúng không? Tiếp theo có hai view mới đây. Nugget bạn, Nugget Man đổi với lại con Titan Glock Phú Man các bạn. Đó, bạn nghĩ view này được không? Mình nghĩ là cũng chắc cũng được ha, chắc cũng ngang ngang ha. Nhưng mà không đổi đâu. Mình có con Nugget Man rồi các bạn, cho nên mình không đổi đâu nha các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy cái view này cũng ổn ổn rồi đúng không? Nhưng mà thôi không đổi đâu. Kế tiếp sẽ là gì đây? Ờ, cái này đổi ngang luôn ha, Snipper đó bạn, Nugget Snipper nè. Và mình có cái con Nugget Man này rồi các bạn. Bữa có một bạn fan tặng mình rồi đó, để mình cho các bạn xem luôn nha. Đây trong đây nè các bạn. Đó, có bạn fan tặng mình Nugget Man Assassin đúng không các bạn thấy không? Fan Anup là toàn cỡ này không nữa mấy bạn à. Rồi ôi, rồi tiếp tục chúng ta sẽ có một cái view mới nè. Cái view gì đây? Đù, cho hẳn thêm một con Lasbot Lehman nữa nè mấy bạn ơi, với lại một con Chester Grimman. Ê, mình thấy cái này nó cũng được được và cũng ngang ngang đúng không? Tại vì con Chester Grimman cũng hơi khó tìm đó, với lại Lasbot Lehman Nipper cũng hơi khó tìm bộ đó. Nhưng mà không đổi đâu bạn, của người ta mà đổi cái gì trời ơi. Rồi tiếp theo có hai view nữa là, ôi ôi, hai con cùng mía này mà đổi với con Titan Glock Phú Ma anh mình. Ê, cái con Bemmy Block con này xịn không ta? Con này mình chưa có trải nghiệm luôn nữa bạn, nhưng mà mình thấy nó kiểu nhìn nó cũng dễ thương ha. Cái view này không biết là có lời hay không bạn, nhưng mà thôi mình không đồng ý đâu. Tại vì sao? Tại vì mình có cái con Bemmy Block rồi, bữa có một bạn fan cho mình rồi các bạn. À, từ từ để mình xem một cái view này cái nữa đi, xong rồi mình cho các bạn xem cái con Bemmy Block mình ha. Ở cái view này cùng mía rồi, cái view không chất lượng gì hết trơn á. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là mình có cái con Bemmy Block rồi nha các bạn. Đây 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 nè bạn, đó Bemmy Block nha. Nhưng mà bút cái dòng là sẽ trên 3 thôi, có nghĩa là tăng đam đó bạn. Đó. Và mình chắc mình sẽ nghỉ tại đây bạn ơi.
kiểu mình ngưng sharing tại đây á, mình đi trải nghiệm cái con Baby Vlog này thử thôi. Tại vì bạn fan mình cho mình nhưng mà tới giờ mình cũng chưa chơi, chưa có trải nghiệm nữa các bạn. Cho nên mình quyết định là mình sẽ trải nghiệm cái con đó thử ha. Còn cái view cuối này để coi thử cái coi có gì xịn sò không. Trời ơi, mai thích mà đổi với Goodly của người ta. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm con Bemi Vlog nha. Hiện tại là quay 11 nha mấy bạn ơi. Và mình đã đủ tiền đặt cái con Bemi Vlog ra rồi nè. Để đặt ra trải nghiệm nó thử coi nó như thế nào nha mấy bạn. Ok. Đù. ê, nó đánh kiểu gì vậy ta? Ôi, nó trường ra mấy con toilet các bạn ơi. Xong rồi nó quạt quạt toilet kìa. Nó cạp hay gì đó, cạp toilet con này lọt. Ê, không lọt luôn. Được nha, con này đẹp được nha. Đó. Nhìn nó khá là thú vị bạn, nhưng mà nó làm gì ta, nó đang làm gì vậy? Giống kiểu như đang tắt mương dưới quê các bạn. Kìa, giống kiểu như đang tắt mương á. À, nó đánh hơi chậm các bạn ơi, nói chung là con này đánh hơi chậm cho nên để lọt rồi kìa các bạn. Để lọt con kia bản là mình sẽ đặt con này mình đép nó lại đi, để thua luôn á. Ok, được không ta, bút tuyệt chiêu cho con này luôn cái coi. Mày nó bưởi rồi. Thì nói chung là con này mình thấy đánh hơi chậm xíu bạn, nâng cấp level kế rồi. Rồi cooldown xuống còn 1 giây ha. 1 giây các bạn ơi. Tiếp tục là 0.8 nè, đó. Bắt đầu thấy đánh nhanh xíu đó các bạn. Level 3 là thấy đánh nhanh nha. Rồi ơi bạn coi nó kìa. Nó làm gì ta, nó leo tới nó cạp của con toilet mấy bạn ơi. Quại cái trưởng thì chứ. Ok còn tắt mương kìa bạn. Nó đang tắt mương thằng trưởng kìa. Con dịch mà tắt mương kiểu gì quá bạn coi. Nó đang tắt mương đúng không? Y chang luôn các bạn. Rồi tăng tốc độ lên xíu coi nó làm sao à. Rồi ơi. Hay là nó đang cạp cái con toilet gì ta? Mấy cái này mình không hiểu các bạn ơi. Rồi ơi tiếp tục quan sát rồi. À, mình nghĩ là mình sẽ nâng nó lên level kế nữa đi. Tiếp tục level 4 nè. Ê. Level 4 nó có ao e kìa mấy bạn. Nhưng mà cái tầm đánh của nó hơi lạ nha. Cái tầm đánh ở trên đầu nó kìa. Trời ơi cái tầm đánh con này độc lạ bình dương vậy. Có nhảy lên đây mới coi được nè mấy bạn. Vãi cả trưởng được chứ. Trời ơi đâu rồi. Từ bấm vô lại cái. Rồi hình như nó gớt xuống rồi các bạn ơi. Vãi trưởng làm hết hồn. Nãy bấm vô nó cái tầm đánh nó bị mỹ trên trời các bạn. Và nó có ao e các bạn ơi. Nói chung là cái tầm đánh là tầm đánh ao e đó. Trời ơi vậy là con này nó cũng khá là xịn chứ không tới nổi đâu nha mấy bạn. Có AOE là cũng được lắm đó nha. Trời ơi. Rồi tiếp tục mình sẽ nâng cấp cho nó lên level kế thử nha các bạn ơi. 15.000 tiền max level nè. Trời ơi cái tầm đánh trên đầu đó. Tắt bảo lại lên tầm đánh nó sẽ xuống dưới các bạn. Đó biết ngay mà. Và bạn thấy là nó đánh 0.4 cũng khá là nhanh đó các bạn. Trời ơi DPS là 30.000 dam nha. 30.000 dam thì cũng tạm tạm đó, cũng được đó các bạn. Nhưng mà cái này boost dam á, boost assassin á là mình nghĩ là sẽ tăng lên ba mấy 40.000 dam luôn các bạn, là cũng xịn lắm đó nha. Nhưng mà cái này boost dam 3 thôi cho nên là cũng chưa có xịn lắm các bạn. Ừ. Còn nó làm việc các bạn ơi, nó nghĩ tắt mương rồi. Giờ nó dập đầu vô người ta luôn kìa. Nó quỳ lại người ta luôn kìa. Vãi cái trưởng này chứ. Ok. Kìa. Kiểu như cái hiệu ứng đánh đó là gì các bạn. Đó. Khi nào mà nó lọt qua thì nó mới tắt mương nha. Rồi đặt thêm con hỗ trợ anh nữa coi. Ờ con này không biết nó bị giới hạn mấy lượt đặt ha, tại mình cứ đặt lên thử các bạn. Rồi tiếp tục đặt thêm con ra đây nữa coi. Đó. Ý mới đặt ra là nó nhỏ xíu vậy đó ta. Đấy, nãy giờ không để ý luôn các bạn ơi. Rồi đặt thêm con nữa coi, đặt thêm con nữa coi. Ý, nó bị giới hạn lực đặt có 3 con đó bạn ơi. Nó bị giới hạn lực đặt chỉ có 3 con thôi nha. 3 con mình sẽ bán con này bỏ đi. Để mình coi nãy giờ không để ý các bạn. Kiểu mới đặt ra là nhỏ xíu à. Đó. Nhỏ xíu đã không? Ôi ôi. Cái con này khá là đặc biệt các bạn ơi. Thường thường mình thấy unit trong Skibidi này nè là đặt sao là nó ra vậy luôn à. Con này thì nâng cấp lên nó bự hơn các bạn kìa. Mới đầu thì nó nhỏ xíu vậy thôi nha. Nó lùn hơn mình đó các bạn. Đó, thấy không? Nó lùn hơn mình nó nhìn nó nhỏ, nó lùn hơn mình nó thì có điều nó hơi bự hơn xíu thôi. Rồi đặt lên nè. Đó. Tới này thì nó cao bằng mình nha các bạn và nó rất là mập lù các bạn. Nó bự, nó kiểu nó tròn hơn các bạn ơi. Rồi tiếp theo nè. Wow, lên level 3 là bắt đầu nó bự hơn mình các bạn, nó to hơn mình các bạn thấy không? To hơn mình luôn rồi kìa. Tiếp tục nè. Ôi ôi. Level 4 là nó che chở được mình luôn rồi đó mấy bạn ơi. Wow, quá trời bự luôn các bạn. Trời ơi bạn coi kìa, nhìn nó cũng thấy cưng các bạn, nhìn thú vị ha, nhìn thấy nó dễ thương cute các bạn. Kiểu như là cái giao diện thì trưởng thành thôi, nhưng mà cái bản mặt thì vẫn là trẻ trâu các bạn ạ. Nhìn nó rất là trẻ, nó rất là dễ thương các bạn. À, max level nè. Wow, siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi, siêu to khổng lồ luôn rồi. Và nó vẫn dễ thương vậy thôi các bạn ơi, nó không có khác nha. Ê, mà con toilet này làm như muốn lọt rồi nè các bạn. Lọt không ta, mình nghĩ là chắc không lọt nữa ha. AOE mà nghĩ đánh cũng được á, không tới nổi đâu, bố tuyệt chiêu luôn nè. Tuyệt chiêu nó sẽ dậm xuống phát nổ luôn các bạn. Rồi để bấm con này cho dễ coi nè. Rồi làm gì đây? Kiểu nó ịn cái mông nó xuống đất một cái nó nổ lên cái xong đó các bạn. Rồi ok mình sẽ bán con này để mà mình đặt ở ngoài trước kia các bạn ơi. Bán đặt ngoài trước để hỗ trợ để hồi hai con kia đép không nổi rồi thua luôn á. Rồi ok đặt ở đây ha. Thì không biết là ba con này nè nó có cân được cái chế độ insane này không các bạn, chế độ 50 quay này nè để coi nó làm việc được không nha. Đánh AOE thì mình nghĩ là được đó các bạn. Mình sẽ đặt thêm mấy con Last Spot Lehman để hỗ trợ làm chậm phụ cho nó nữa là được á. Đó bạn coi kìa thấy không? Quýnh kìa. Ôi thôi.
thấy cũng đã các bạn, nhưng mà không lắc nha. Nói chung là cái hiệu ứng nó đánh quá trời luôn, nhưng mà không lắc các bạn. Nó cũng giật giật quá trời đó mà nó không lắc nha. Game nói chung nó vẫn bình thường à. Còn nhiều con mà đưa cái hiệu ứng chiếu 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 rồi thì nó sẽ lắc kinh khủng luôn. Còn con này thì mình thấy nó không có bị lắc các bạn. Và bạn coi đánh kìa. Nó đấm đấm vậy thôi nhưng mà đam là đam AOE nha. Rồi các bạn coi những con phía sau thì nó vẫn dính sát thương đó các bạn. Ở mình sẽ đặt thêm mấy con này ra để mà mình đép phụ nó bạn, kiểu làm chậm á, hỗ trợ làm chậm cho nó thôi. Rồi đặt thêm con này bên đây luôn. Với kiểu là cái quay 40 á thì sẽ có con trai tốt đó bạn, nó bắn cái con unit mình được các bạn. Nó quay 37 này nè, chuẩn bị tính quay 40 đó. Thì sẽ có con trai tốt cho nên là mình sẽ đặt mấy con Last Spider-Man ra, có gì nó bắn mấy con Last Spider-Man cũng được á, kiểu như vậy. Rồi. Ok, đặt thêm con nữa coi. Bút lên má lại bài nha. Con Last Spider-Man này nó không bị giới hạn sao đặt 4 5 con với ta. Thôi nhưng mà thôi kệ đi. Rồi quan sát tiếp coi. Bạn coi nó quýnh kìa các bạn. Kiểu như là nó phân thân đi tới gì đó, nhưng mà mình thấy nó đánh hơi chóng mặt xíu nha các bạn. Coi nó quýnh kìa. Rồi thì mình cố gắng mình đợi cho đến quay 40 bút tiệt chiêu nó thử coi nó chịu nổi không nha. Chịu nổi cái con chai tốt không đó các bạn. 39 rồi, sắp tới quay căng thẳng rồi nha. Thì cái game này mình thấy là chỉ có căng mỗi cái quay 40 đó thôi à. Qua được cái quay 40 là kiểu gì cũng thắng vậy các bạn. Kiểu qua quay 40 mà còn unit đó là kiểu gì cũng thắng vậy á. Chuẩn bị qua là bút tuyệt chiêu nè. Đó, quay 40 nè, bút tuyệt chiêu cho ba con luôn nè. Đây, ai hả, chai tốt rồi, là chai tốt. Ủa bấm lộn con unit hàng chi không có. Đây nè, chai tốt nè, đó. Rồi, tiêu gì được chứ ta? Hình như là được rồi đúng không? Đó, và mình còn đủ ba con không ta, sao không thấy gì chân nè. Hình như là còn đủ ba con hay sao bạn ơi, nhìn chả thấy nó luôn các bạn. Đó, đủ ba con hay sao á. Con trai tốt làm như nó bắn cái con Last Spider-Man của mình thôi, nó không có bắn cái con kia ha. Rồi rồi, đặt thêm ga bút lên. Đó, để coi coi là ba con này nó có chiến đấu được cái chế độ Insane này không nha các bạn. Mình nghĩ được á, tại vì qua được cái quay 40 á là không có độ khó nữa đâu, cho nên là cứ yên tâm nha. Mấy con toilet này chủ yếu là nó trâu thôi, nhưng mà nó trâu quá thì mình có Last Spider-Man làm chậm hỗ trợ rồi, cho nên là được cái chứ ha. Bạn coi kìa. Ai nó cũng được mà. Mình nghĩ là Vin á không có tới nổi nào đâu. Nhưng mà coi mấy con này chóng mặt quá à, cho nên là thôi chạy ra đây né né xíu thôi. Bạn coi kìa. Trời ơi, nó quýnh vỏ Hồng Kông quá đẳng rồi mấy bạn. Quýnh y xèo đẳng chân kìa, cho nên là hơi chóng mặt xíu nha. Ờ nhưng mà mình thấy toilet nó lọt lọt qua đây rồi nè. Ủa? Vô lý gì ta? AOE mà đam 30.000 đam mà để mấy con này lọt ta, yếu vậy nè. Thôi, nhưng mà bút tuyệt chiêu nữa bạn. Nói chung là chắc nãy giờ mình quên cái vụ bút tuyệt chiêu nè. Sớm giờ không bút tuyệt chiêu vô nhỏ đúng không? Cho nên nó yếu rồi đúng rồi. Ê nhưng mà mình thấy hình như là có hai con cái gì quá. Ủa phải người ta hình như là mất một con ở chỗ này phải không? Để tôi đặt ra thử bạn, để đặt ra thử biết gì. Nãy đặt được là ok đó bạn. Ôi ơi, sớm giờ có hai con đó bạn. Kiểu hồi nãy bị bắn mất tiêu quá nhưng mà nó đánh lẹ quá à, lý lịa chân á, mình đâu có thấy là còn hai con đâu, mình tưởng nó còn ba con bạn, cho nên mình cũng chủ quan mình không có đặt ra thử nữa. Trời ơi, giờ quay lại mới thấy có hai con. Cho nên nó để mấy con toilet này lọt nè, chứ thực sự là không có lọt được đâu. Rồi bút tuyệt chiêu lên bạn, bút tuyệt chiêu lên. Trời ơi, sớm giờ kiểu như thấy ba con mà DPS 30.000 đam mà đánh lan kiểu này nữa thì rất là khó để lọt các bạn. Nhưng mà lọt là tại vì chỉ có hai con thôi. Trời ơi. Rồi, thì tiếp tục quan sát bạn, con này nó lọt qua tới đây nè, nhưng mà hơi kệ đi. Được không? Được không? Ok, được các bạn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nè. Bút tiệt chiêu lên chứ làm gì. Đúng. Rồi, tiệt chiêu cho con bên đây luôn. Đâu rồi? Ủa chưa hồi chiêu hả? Con này nè. Hồi chiêu nè các bạn. Tiệt chiêu nè, đó. Đánh các bạn thấy là cũng dữ lắm các bạn đúng không? Đó, kiểu như là chúng ta nâng lên ba con là ok hả? Rồi đặt con này ra đây, chuẩn bị nâng cấp lên rồi bút tuyệt chiêu đó bạn. Đó, chơi chiến thuật là nâng cấp lên mắt lên vòi xong rồi bán bỏ xong rồi bút tuyệt chiêu là ok các bạn. Đó, đép được liền các bạn thấy không? Rồi ôi, sớm giờ kiểu như là có hai con thôi à, với lại mình không bút tuyệt chiêu cho nó nữa, cho nên nó mới hơi lọt lọt thôi. Đó bạn coi nó quýnh kìa, coi nó quýnh hồi bắt đầu là thấy chóng mặt luôn đó mấy bạn. Đó, rồi ôi, rồi tiếp tục bán bỏ nè. Đặt ra tiếp nè, nâng lên mát level, xài tuyệt chiêu nữa nè. Rồi con này hơi lọt lọt chút xíu rồi, nhưng mà mình nghĩ không sao đâu, nó đép được chân các bạn. AOE toàn phần mà còn gì nữa đúng không? Được, không sao, không thành vấn đề. Tuyệt chiêu nè, đó. Rồi mấy con này hồi chiêu luôn nè, hồi chiêu hả? Quay 48 rồi nha bạn, quay 48 rồi nha. Và kiểu như là mấy con toilet này nó bị làm chậm lại cho nên là cũng không thành vấn đề các bạn. Rồi tới chỗ này thì mình sẽ đặt nó ra tiếp nè, up lên max level nè, sử dụng tuyệt chiêu nè, tuyệt chiêu của con dịch nè, đó. Rồi bán tiếp bạn, nói chung là chúng ta sẽ bán tiếp. Ê, cái con này còn hơi trâu nha, con này còn nhiều máu quá nè, không biết nó xử lý được không bạn. Xử lý được không? Ý trâu dở. Bán tiếp với bạn ơi, đặt ra nữa nha. Chạy đâu con sâu, tuyệt chiêu nè, chạy đâu con sâu, được không ta? Mình nghĩ là được các bạn, mình nghĩ là được á, còn nhiều máu là không lọt đâu. Rồi nó quýnh mấy con này, nó ưu tiên quýnh mấy con này trước nè. Rồi khỏi chạy đi,
mày khỏi chạy đi được không? Ok các bạn, đó ổn liền các bạn thấy không? Quay 50 nha các bạn ơi, quay cuối cùng của chúng ta nha. Thì mình cứ việc là đặt nó ra xong rồi up lên MaxLevel nè, sử dụng tuyệt chiêu nè. Đó. Được các bạn, nói chung là ba con này sẽ chiến thắng được cái chế độ Insane này nha. Với điều kiện là các bạn phải đem theo cái con Last Spotlight để mà chúng ta làm chậm hỗ trợ cho nó nữa thì ok đó. Chủ yếu là mấy con này là cái đam chính thôi, phải có hỗ trợ cho nó mới được nha, chứ không có làm chậm là không có thắng nổi đâu. Rồi đặt ra tiếp tục nè, MaxLevel nè, sử dụng tuyệt chiêu nè. Tuyệt chiêu mình thấy nó cũng không có mạnh lắm các bạn, tuyệt chiêu thấy không mạnh lắm nha, cho nên là cứ để đại cũng được nữa. Tại giờ kiểu mình rảnh quá mình đặt ra mình muốn tuyệt chiêu chơi cho nó hay vậy thôi, chứ mình thấy là tuyệt chiêu nó cũng không có tác dụng nhiều lắm ha. Rồi hình như là cái bãi quái này là xong nữa các bạn, tiêu diệt nó, đúng rồi, sử dụng tuyệt chiêu nó. Rồi con này hình như là con cuối cùng của ngày hôm nay nè, tuyệt chiêu nè, thấy không, tuyệt chiêu thấy nó cũng không có mạnh lắm các bạn ơi, cho nên là có để trang trí cho đẹp xíu thôi. Rồi lấm tiền, ok. Rồi thắng nha bạn ơi, 150 game thôi à, không có được ít 2 tiền với 2 game các bạn ơi. Ê, nhưng mà lấy cái con dịch này như thế nào mình không biết luôn các bạn. Mình không biết lấy cái con Bemi Block này như thế nào luôn á. Tại cái này là kiểu fan cho mình á, cho nên là mình đâu biết cách lấy như sao đâu. Nhưng mà nếu như con này mà lấy dễ thì các bạn nên sở hữu con đi. Tại vì mình thấy nó cũng khá là dễ thương, khá là xịn sò đó các bạn. Rồi, thì nói chung là clip mình ở đây là hết rồi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip theo nha. Bye bye.